Ok anh em, hello, chào anh em. Chào anh em đến với kênh của mình nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu anh em cục đất trước mặt anh em nhá. Đó chính là một cục đá gam châu nha anh em. Tuyệt vời luôn. Rất là ok luôn. Một vạch nha anh em. Anh em đó là cục đất nhá, cục đất màu vàng nhá anh em nhá, anh em đừng tưởng đấy là phân nhá, nhưng thực ra là đất nhá anh em, quá tuyệt vời, rất là ok luôn. Ok anh em có làm như này chưa? Anh em làm như này chưa? Ok anh em, cục đất nha, cục đất từ núi nha mình nha. Máy múc nó đi qua nó múc tơi anh em nha, đã rơi đấy anh em nha. Tuyệt vời anh em. Ok, rất tuyệt vời anh em nhé. Rất là ok anh em nhé. Cái nằm đến đất màu vàng anh em nhé. Đất gọi là đất đồi anh em nhé. Đồi rất tuyệt vời anh em nhé. Rất là ok anh em nhé. Ok, rất tuyệt vời đúng không anh em? Tuyệt vời, rất ok, rất ok, rất modify anh em. Ok, chỉ còn 13 phút nữa mình bắn quả pháo hoa thì to vỡ trời anh em ạ. Tuyệt vời anh em nhé, miếng đất đó rất là đỏ, rất là vàng, rất là các kiểu con đàn điểu anh em nhé. Ok anh em sẵn. Ok anh em, mình kết thúc video tại đây nhé. Bye bye anh em. Ok bye bye.